Ôi trời, cô làm cái gì vậy hả? Con mắt bị mù cái gì? Mấy cái váy tôi mới mua à, có tiền đền không? Nè, cô đừng có giả vờ giả bộ nữa. Cô đứng lên đi. Nhìn cái bộ dạng cô á, tôi không có nuốt cơm nổi nữa rồi. Giang, xem ngồi ra gì? Đứng dậy. Mày làm cái gì chị hả? Em có làm gì đâu, chỉ làm đổ đồ ăn lên váy của em nè. Mà em có đẩy bả đâu, bả tự bả giả bộ té rồi tự bả giả bộ nằm đó. Mày thử giả bộ cho xem không? Đứa con trong bụng của Giang là con của tao. Giang là chị dâu của mày. Mày có phải là con người không? Mày điên hả? Mày làm gì mày đánh em mày vậy? Hả? Mẹ ơi, Giang là có thai. Có thai thì sao? Biết bao nhiêu người phụ nữ người ta có thai. Hồi xưa tao có thai tụi bay á cũng vậy chứ gì. Tao làm đồng việc đồng án à, có sao đâu, nặng nhọc vậy đó. Mà tụi bay bây giờ vẫn lớn mạnh khỏe như vậy à. Còn em mày á, nó không có xô chị mày cái gì đó, nó tự nó té. Tại vì nó còn lớn giọng á, nó nói tao là bắt nạt nó nữa. Rốt cuộc hai người muốn gì đây? Nè, anh làm gì anh lớn tiếng với mẹ vậy? Ừ, tôi đẩy đó. Anh muốn chửi thì anh chửi tôi, muốn đánh thì đánh tôi nè. Mà tôi không có hiểu nổi luôn á. Bà này bà cho anh uống buồn hay thuốc lú gì? Bây giờ anh không cần mẹ, anh không cần tôi nữa đúng không?